Bắt đầu. Mặt trời chuẩn bị học trên đỉnh núi. Bình minh chuẩn bị lên kia kìa. Bây giờ là 6 giờ kém 20. Biết 10 phút nữa bình minh đã có nhô lên hẳn không? Đấy. Tạo dáng đi để nhìn đấy biển đấy. Xa xa vẫn có mây nhưng mà lần đầu tiên mới được ngắm bình minh trên bãi biển thế này. Nhiều lần đi du lịch nhưng chưa lần nào ra ngồi ngắm bình minh. Là chết nó nhú mất bây giờ là chết. Khuất sâu ngọn núi đó. Mặt trời nặng lên khỏi núi rồi. Chuyện đi chờ ai là to chưa?
Trả lên rồi. Nó to rồi. Oh. Chào tạm biệt bình minh trên biển Địa Trung Hải tại bờ biển Italia. Đấy. Lên khỏi ngọn núi rồi, mặt trời lên khỏi ngọn núi rồi nhá. Tạm biệt.